Hiện tại như lúc này là tất cả cái hệ thống của em là khách hàng này chỉ có tự giới thiệu, em đang yếu về khâu marketing. Từ từ đã, từ từ. Đừng nói mình yếu, khi mình nói mình yếu ấy là không có thằng giỏi nào chơi với mình hết. Vâng. Chỉ cần nói là tôi yếu marketing thì đồng nghĩa rằng là tôi rất ngu việc chăm sóc khách hàng. Em nhận ra điều đó. Thế thì ông mà yếu trong việc chăm sóc khách hàng, tôi sẽ không bao giờ chọn ông để làm việc, bởi vì tôi sẽ bị chăm sóc một cách đều cáng. Nên tôi không chơi với ông. Cái lý do mà ông yếu marketing là vì ông không thấu hiểu khách hàng, vì ông không thấu hiểu khách hàng nên ông không chăm sóc khách hàng tốt, vì ông không chăm sóc khách hàng tốt nên đối xử khách hàng không tốt và chất lượng dịch vụ kém. Tôi là Đô. Chào thầy Long và chào toàn thể hội trường. Câu hỏi của em muốn hỏi thầy giáo là đến hết năm 2020 là em muốn doanh số của em khoảng 12 tỷ. Hiện Tháng tại bây giờ thì như doanh số lúc này doanh số 12 tỷ một tháng hay là một một năm ạ, đạt cả năm 2020 là 12 tỷ. năm nay là năm Năm nay 29. Năm nay thì cái điểm A của em như lúc này hiện tại là bây giờ chỉ được khoảng 4 tỷ 8 một năm, bốn khoảng tỷ tám 400 một tháng. Vâng. bây giờ muốn là bốn tỷ tám Bây đấy giờ là cấp muốn bốn thầy có một tư vấn cho em là về vấn đề có một tăng tăng cái. có tăng có gấp đôi thôi, gì tăng có hai lần thôi, gì Vâng. hai lần nó dễ mà, Vâng. hai lần áp dụng giống bài toán của anh điện máy hôm qua. Vâng, với thầy giáo là đấy. Nhưng mà với em hiện tại bây giờ thì em còn đang rất băn khoăn chưa Thế muốn bây giờ nhá, tăng 20% khách hàng có tăng được không? tăng được. Thế tăng mỗi một lần họ mua hàng ấy, doanh thu tăng thêm 20% trung bình có tăng được không? Cái đấy thì tùy thuộc vào quy mô của công trình của khách hàng. Rồi, cách tăng như này, vẫn là quy mô đấy, có tăng được 20% không? Quy mô đấy có thể là tăng thêm những cái chi tiết cái sản phẩm này. Ok, thế là xong 20% có tăng được không? Vâng. Ok, tiếp theo nữa là tăng cái tỷ lệ giới thiệu khách hàng, tức là 10 ông phải giới thiệu cho tôi 3 ông. Tức là chăm sóc thật tốt để họ giới thiệu khách hàng cho mình. Tăng thêm 30% giới thiệu, cái tỷ lệ khách hàng giới thiệu cho mình. Và cái đấy em chắc chắn làm điều đấy là và để muốn là khách hàng nó sẽ tự giới thiệu. Hiện Ok. tại như lúc này là tất cả cái hệ thống của em là khách hàng này chỉ có tự giới thiệu, em đang yếu về khâu marketing. Từ từ đã, từ từ. Đừng nói mình yếu, khi mình nói mình yếu ấy là không có thằng giỏi nào chơi với mình hết. Vâng, Chỉ cần nói là tôi yếu marketing thì đồng nghĩa rằng là tôi rất ngu việc chăm sóc khách hàng. em nhận ra điều đó. Thế thì ông mà yếu trong việc chăm sóc khách hàng, tôi sẽ không bao giờ chọn ông để làm việc, bởi vì tôi sẽ bị chăm sóc một cách đều cáng. Nên tôi không chơi với ông. Cái lý do mà ông yếu marketing là vì ông không thấu hiểu khách hàng, vì ông không thấu hiểu khách hàng nên ông không chăm sóc khách hàng tốt, vì ông không chăm sóc khách hàng tốt nên đối xử khách hàng không tốt và chất lượng dịch vụ kém. Không, marketing em muốn là các khách hàng mới, còn tất cả những khách hàng cũ thì tỷ lệ là quay lại là rất cao. Nghe đã, phải hiểu cái nguyên lý đã. Khi mình marketing yếu có nghĩa rằng mình không thấu hiểu nhu cầu khách hàng. Phải phải hiểu rõ cái điều này. Vậy thì marketing là thấu hiểu. Nếu marketing không giỏi có nghĩa là thấu hiểu không giỏi. Và thấu hiểu không giỏi thì phục vụ dứt khoát không thể giỏi được. Dù có làm gì thì làm không giỏi được. Nên cái việc ở đây trong marketing chỉ cần nắm được đúng một cái key chỉ quan trọng là thấu hiểu. Khi thấu hiểu, marketing giỏi, chăm sóc giỏi, bán giỏi, dịch vụ giỏi thì các thứ khác tăng lên. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích chi tiết cho doanh nghiệp. Marketing tăng 20% khách hàng được không? Được. Được rồi thì cần thì phải học nữa. Có hiểu chỗ này không? Thế thì bây giờ tăng quay trở lại 30% có được không? Tức là hoặc là giới thiệu 30% có được không? Được. Thế thì bây giờ là 1,2 nhân 1,2 nhân 1,3, các ông nhân hộ tôi sẽ là bao nhiêu? Nó xấp xỉ 1,8 rồi. Có phải không, kiểm tra cái? Lấy máy tính nhân thử. Tốc độ em cũng làm được và em hỏi thêm một câu hỏi nữa với thầy giáo Từ là từ đã. Bước số 5 cho xong đã. Hỏi cho đến khi nào đạt được điều mình muốn thì thôi. Còn chưa kịp nhân mà. 1,2 nhân 1,2 nhân 1,3 bằng mấy? 1,872. về con số thì em tương đối nhân nhanh được. Nhân bằng mấy? Ví dụ như nhân nhẩm tất cả các loại thì em nhân nhân Bằng mấy? bao nhiêu ạ? 1,2 nhân 1,2 nhân 1,3. Đấy với UQ cao hơn. 1,875, ông nhân thử xem có đúng không? Và
1,872. Đấy, tôi cũng IQ thấp, nhưng mà phải có đội nhóm. Cho nên tôi nghe ông trên này ông ấy nói, tôi nghe luôn, tôi vào đầu luôn, 1,872. Nhưng mà ông không nghe, ông cứ tập trung vào cái mục tiêu khác. Hỏi một câu cho chất. Thế bây giờ tăng từ 400 triệu là 4 tỷ 8 là 5 tỷ. 5 tỷ nhân với 1,8 được có 9 tỷ thôi, chưa đủ. Bây giờ tăng khách hàng lên 30%. Tăng đơn giá, tăng giá trung bình lên 20% và tăng tỷ lệ quay trở lại 1,3. Công nhân tôi 1,3 nhân 1,3 nhân 1,2 thôi nào. Ra được 2, mấy rồi? 202 à? Rồi 2,02. Như vậy xong rồi đấy. 30, 20, 30. Thì tăng gấp đôi. Làm gì làm tăng được số lượng khách hàng lên 30%, có tăng được không? Tăng được. Tăng doanh thu trung bình trên mỗi đơn hàng lên 20%. Một công trình như trung bình bao tiền? Một công trình thì nó tùy theo quy mô, nhưng bình quân thì nó một công trình nó vào khoảng 3 đến 700. Tùy theo. Thì cứ cho 500 đi. Thì bây giờ trung bình từ 500 triệu một công trình lên 600 triệu một công trình, có tăng được không? Không, nó chỉ được 550 triệu. Thì là tăng 10%. Vậy thì tăng 50, 10, 30 công nhân đổ tôi cái nào? 50, 10, 30. 150, 1,5 nhân 1,1 nhân 1,3. Hả? 2,145, ok. Thế thì nếu mà không tăng được đơn giá lên 600 là tăng được có 550, thì số lượng khách hàng phải tăng lên gấp rưỡi. Tăng giá có thể tăng lên, chẳng hạn bình quân tăng lên khoảng 1,2. Giá tăng được. Thì vừa hỏi xong đây, thì 500 tăng 1,2 phải là 600 chứ bố. Thế mà giỏi số. Tăng được 20 không? Câu hỏi cứ cười. Tăng được. Không làm ngành xây dựng gì ấy. Em chuyên cho thuê giàn giáo. Và sang năm 2020 thì em đầu tư thêm lĩnh vực cho thuê cầu tháp. Hôm qua có ông cho thuê thang rồi, lấy điều mất rồi nhỉ? Thang nâng rồi nhỉ? Ông Tùng thang nâng rồi. Ông Tùng thang nâng, ông tăng không phải tăng 2 đâu. Ông tăng khoảng 20 lần. Tăng khoảng 20 lần. Trước ông chỉ có một cái chỗ cho thuê ở Gia Lâm thôi. Bây giờ là chi nhánh phát triển ở cả Hạ Long và Sài Gòn. Và chủ yếu này là Đồng Nai. Bây giờ hiện tại lúc này em đang cho thuê một cái công trình khách sạn ở Hạ Long là 18 tầng. Quy mô của nó một sàn là 2.000 m². Thì là được bao nhiêu tiền cho công trình đấy? Công trình thì nếu mà cho thuê full hết cho đến lúc xong thì chắc nó tầm vào khoảng 3 tỷ. Không được, khoảng 2 tỷ, vâng, sấp xỉ 3 tỷ. Sấp xỉ 3 tỷ. Đấy, ông ấy tôi tính nhanh con số nó phải nhảy như thế chứ. Thế bây giờ mình chỉ cần tìm 4 công trình như thế là xong nhiệm vụ. Đỡ phải tăng trưởng nhiều. Vâng. Thế thì bây giờ muốn làm công trình lớn như vậy thì nó dễ. Làm công trình bé nó khó. Làm công trình lớn nó dễ. Thời gian đầu tư cho các công trình bé rất mất nhiều. Đúng thời rồi. Gian. Thì bây giờ mình phải làm công trình lớn. Thì bây giờ chỉ cần một cái chiến lược này thôi là xong, là ông làm được 24 tỷ luôn, khỏi là 12 tỷ. Hợp tác với tất cả thằng cung cấp giáo lớn nhất, làm nhà thầu phụ cho nó. Hưởng lợi nhuận gần như không. Không cần nhiều lợi nhuận, chỉ cần chia sẻ 30% lợi nhuận là ok. Trước là em vẫn tự làm, nhưng mà cái cách của thầy chỉ... Tôi phân tích cho mà nghe. Bây giờ ông phải sắt đào cái hệ thống phản vệ bên trong đã. Cái hệ thống chống cự bên trong đã. Khi ông chống cự thì ông không nghe được nữa. Nhưng vừa rồi ông có người nói tôi nghe được, ông không nghe được. Vậy nhá. Các công trình lớn nhất luôn luôn có một cái thằng lớn nhất nào đó, nó cung cấp dịch vụ đúng không? Và bây giờ mình nhận làm thầu phụ cho nó. Và mình phải làm tốt như thằng tốt, đúng không? Đương nhiên là cái sản phẩm cũng tốt rồi đã. Nhưng mà bây giờ mình chỉ hưởng 30% của một thằng rất to. Hưởng 30% lợi nhuận của một thằng rất to. Thì nó to hơn rất nhiều 100% của những thằng rất nhỏ. Em hiểu. À, nhưng quan trọng hơn, ông phải rời bỏ cái nhóm 80% đi. Để lên cái nhóm 20, rồi lên nhóm 4.
thực ra những công trình to như ở Hạ Long vừa rồi kể nó thuộc công trình 0,7. Đúng không nhỉ? Và mình đi vào nhóm 0,7 bằng mọi giá để đi vào nhóm 0,7. Và lúc đấy mình trở thành nhà cung cấp giáo cho những công trình lớn nhất Việt Nam. Chỉ cần một công trình lớn, sẽ có công trình 2, sẽ có công trình 3. Lúc đầu chấp nhận làm thầu phụ, sau này sẽ làm đồng thầu và cuối cùng mình sẽ là chủ thầu. Phải có lộ trình đi như thế. Và cách làm đây mình phát hiện ra là những công trình lớn là những công trình có nhiều cơ hội nhất. Đấy, em là lại làm cung nhà, gọi là nhà cung cấp dịch vụ. Chứ không thầu, tức là thầu nó có một cái dạng là tức là mình nhận, tức là cả thi công ghép không, nguyên bản. Không phải gọi là thầu cái kia, gọi là thầu giáo thôi. Thầu là bao tiêu toàn bộ cái dịch vụ đấy. Không, chỉ thầu giáo thôi. Chỉ thầu giáo và cậu thôi. Chỉ thầu giáo và cậu tháp thôi. Đó. Chứ không phải thầu xây dựng. Thì cách làm như thế, đây là một trong tỷ cách để có thể làm. Nhưng mà làm tất chứ không phải là chỉ làm mỗi cách này. Làm thêm cách này của tôi nữa, tăng tốc cho nó nhanh. Được chưa? Vâng, được. Ok, dành cho anh chàng vỗ tay thật lớn. Cảm ơn thầy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đoạn chia sẻ của tôi trong video vừa rồi. Hãy bấm vào nút subscribe, nút đăng ký ở bên dưới video này để bạn có thể nhận được những video tiếp theo của tôi sớm nhất. Hãy đăng ký nó ngay bây giờ. Bấm vào cái nút hình quả chuông để lần sau tôi phát sóng là bạn nhận được video sớm hơn những người khác. Phạm Thành Long xin chào các bạn và cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của Phạm Thành Long.